Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình tham quan khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính. Và điểm tham quan của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chúng ta cùng tìm hiểu về Điện Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đường từ Khắc Chuông đến Điện Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ được gặp khá nhiều những bức tượng nhỏ đã được xây dựng bố trí ở trong những bức tường. Chúng ta đi từ Khắc Chuông đi lên phía trên của cái Điện Quan Thế Âm này. Các bức tượng được bố trí khá giống nhau. Có rất nhiều bức tượng thế này được bố trí ở hai bên, dọc hai bên hành lang của cái lối đi lên Điện Quan Thế Âm và Điện Pháp Chủ. Và đây là Điện Quan Thế Âm Bồ Tát. Điện Quan Thế Âm này nằm ở trên một cái khu đồi cao ở phía sau các chuông. Chúng ta đi từ các chuông đi ngược trở lên sẽ đến Điện Quan Thế Âm Bồ Tát này. Về Điện Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là công trình được làm hoàn toàn bằng gỗ và người ta đã làm khoảng 900 mét khối gỗ tất cả. Ngoài gỗ ra thì nền móng của cái cung điện này và sân một bao quanh được làm hoàn toàn bằng đá, loại đá xanh, một loại đá đặc trưng của cái khu vực Ninh Bình. Công trình này bao gồm có 7 gian và chiều cao là 14,8 mét. Chiều rộng ở đây là 16,8 mét và chiều dài của công trình là 40,4 mét. Hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy đây chính là hình ảnh của pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là pho tượng đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận là tượng Quan Thế Âm bằng đồng lớn nhất của Việt Nam. Tượng cao khoảng 5,4 mét, nếu tính cả bệ tượng thì chiều cao sẽ lên đến 9,57 mét. Bức tượng này nặng 80 tấn, nếu tính cả bệ tượng thì toàn bộ nặng khoảng 100 tấn. Như chúng ta đã biết, Quan Âm là vị Phật đại diện cho tứ đại vô lượng, đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Vì vậy, bất kể đâu, Phật Quan Thế Âm luôn tượng trưng cho sự từ bi cứu khổ cứu nạn đối với tất cả các chúng sinh. Pho tượng tại đây là hình ảnh tượng Quan Âm Thiên Phật, tức là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đấy, bức tượng Quan Âm Thiên Phủ Nhãn. Theo truyền thuyết, bà là con gái của vua Thủy Tề, bà đã bỏ mặc giàu sang phú quý đi tu Phật, bà đã hy sinh cả đôi tay, hy sinh cả đôi mắt của mình để chữa bệnh cho chúng sinh. Vì thế Phật cho bà tăng lên nghìn con mắt, nghìn tay để bà làm được nhiều việc. Bà sẽ là làm được rất nhiều công ích và nhìn thấu được cái nỗi khổ của chúng sinh. Thì chúng ta thấy đấy, tượng Quan Âm ở đây được thể hiện có ba khuôn mặt chồng lên nhau. Tương truyền, bà suy nghĩ về chúng sinh nhiều quá
nên đổ vỡ làm ba. Cũng có người giải thích đó là tam giáo đục tôn, bao gồm có Nho, Đạo, Phật. Tượng có 5 đôi tay lớn, mỗi đôi tay thể hiện một cách kết ấn khác nhau. Có đôi tay kết ấn thiền định, có đôi tay kết ấn liên hoa, vân vân. Nhưng dù là cách kết ấn nào đi chăng nữa thì nó cũng thể hiện cái lòng từ bi bác ái của Quan Âm Bồ Tát, của Đạo Phật đối với chúng sinh. Và hình ảnh chúng ta đã nhìn thấy ở đây chính là tượng Quan Thế Âm được tạc ngồi trên đài sen có quỷ đội. Như vậy chúng ta có thể hiểu đây cũng là hình ảnh của tượng Quan Âm Nam Hải. Sở dĩ gọi là Quan Âm Nam Hải là vì ở biển phương Nam và có con quỷ đấy, đội đài sen ấy, nó có tên là Obananda Long Vương, người ta gọi tắt nó là Nanda Long Vương. Hình tượng quỷ đội đài sen biểu hiện rằng uy lực của Phật Pháp đã thấm nhuần tới cả cõi âm ti. Toàn bộ bức tượng Quan Thế Âm này được dát hoàn toàn bằng vàng. Và hai bên của tượng Quan Thế Âm chúng ta cũng có thể nhìn thấy có một bức tượng gỗ. Mỗi bên đặt một bức tượng gỗ giống hệt nhau. Bức tượng gỗ này được chạm khắc trên nguyên một thân cây gỗ lớn. Và đây cũng là một bức tượng. Bức tượng gỗ này tức là bức tượng gỗ cao nhất của Việt Nam, được tạc trên nguyên một cây gỗ lớn. Và phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ bệ rễ của cây gỗ vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc bệ rất là to và bắt đầu từ gốc trở lên toàn bộ thân cây phía trên, người ta đã chạm khắc bức tượng. Bức tượng này ước tính cao khoảng 10 mét. Hai bên tả hữu mỗi bên có một bức hình ảnh. Và nhìn bức tượng này chúng ta cũng rất ấn tượng. Bên cạnh bức tượng chúng ta cũng nhìn thấy một đôi lục bình khá lớn. Đôi lục bình này cao ước chừng khoảng 4 đến 5 mét. Và trên thân chiếc lục bình có hình lưỡng long trùng nguyệt. Và phía trước Phật Quan Thế Âm lúc nào cũng có những chậu hoa tươi, có những cái hoa tươi.